kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thế giới được phát sóng trên kênh YouTube của báo điện tử Vietnamnet. Thưa quý vị, hôm qua ngày 17 tháng 11, Liên Hợp Quốc đã thông báo về việc Nga và Ukraine đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen thêm 120 ngày. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, ông hoan nghênh các bên đã đồng ý tiếp tục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Liên Hợp Quốc cũng sẽ loại bỏ những trở ngại còn lại đối với hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine ca ngợi đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống lại khủng hoảng lương thực toàn cầu. Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này thông báo đã đồng ý kéo dài về mặt kỹ thuật thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Tuy vậy, Moscow vẫn giữ nguyên quyền chấm dứt thỏa thuận nếu hành lang xuất khẩu ngũ cốc được sử dụng cho các hành động khiêu khích. Trong một động thái khác, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan cho biết các bằng chứng do Ba Lan, NATO và Mỹ thu nhập đều ám chỉ rằng tên lửa rơi ở lãnh thổ nước này được phóng bởi Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã khẳng định tên lửa bị rơi ở Ba Lan không thuộc quyền sở hữu của quân đội nước này. Ông Zelensky cũng đề nghị các đồng minh cho phép chuyên gia Ukraine tiếp cận hiện trường và xem xét các thông tin hiện có.